con với chả cái. Đã nói bao nhiêu lần rồi là phải tập viết chữ cho đàng hoàng vào. Hôm nay không có đi chơi đâu hết, con phải ở nhà tập viết lại bài kiểm tra 10 lần. Đúng 10 lần? Ít quá hả? Vậy con có muốn mẹ tăng lên 20 lần hay không? Dạ không. Lát mẹ sẽ lên kiểm tra đó. Chán quá đi, mình ghét môn tập viết. Đúng rồi, đúng. Chờ mình với nha. Lẹ lên. Đốm, con đi đâu đó? Dạ, dạ, con chỉ đi ra ngoài một chút xíu thôi ạ. Con chép phạt xong chưa mà đi vậy? Dạ rồi. Mang xuống đây mẹ kiểm tra coi. Con đã viết xong đâu? Đốm, Đốm làm gì mà lo dữ người ta? Đốm, lẹ lên. Các bạn đi đi, mình không đi được đâu. Đốm, tập viết đi. Chắc mình nghe lộn á. Đốm, làm bài tập đi, mẹ lên kiểm tra bây giờ. Chán lắm, mình không làm đâu. Có mau làm không? Không làm. Giờ thì chị học bài chưa? Chịu. Tốt nhất mình nên tập trung làm bài tập cho rồi. Lát nữa mẹ lên kiểm tra mà chưa xong thì còn bị ăn đòn đau hơn nữa. Nhờ chăm chỉ tập viết mà chữ của Đốm đẹp hơn xưa rồi nè. Dạ, con cảm ơn mẹ, con sẽ chăm tập viết. Đốm, sao lại ngủ gần trong lớp? Em phải chạy 10 vòng quanh trường cho tỉnh ngủ. Để chép phạt cầu em sẽ không ngủ gần trong lớp 100 lần cho tôi. Đi học mà sao mà khổ quá vậy trời? Đốm ơi, đã thu quần áo giúp mẹ chưa con? Trời ơi, mình chỉ muốn biến mất đi đâu đó thôi. Để không phải đi học, không bị phạt, không bị mẹ sai nữa. Đốm, từ bây giờ đây sẽ là nhà mới của ngươi. Trời đất ơi, thích thật. Đúng là cậu được ước thấy mà. Sao còn nằm đó, mau lo làm việc đi chứ. Tại sao mình phải làm việc ta? Không đi học thì phải làm việc chứ sao. Tay làm hàm nhai, có làm thì mới có ăn. Phải ăn chín uống sôi. À,
lao động cần phải có sức khỏe, nên nhà ngươi phải tắm nước lạnh cho ta. Đói bụng quá, sao không có gì ăn ta? Khi nào nhà ngươi tự trồng cây được thì lúc đó mới có đồ ăn. Từ giờ tới lúc đó thì sao? Nhịn đói hả? Ở đây ngươi chỉ được ăn một món thôi. Món gì ạ? Có ngon không? Món khi khống, ngon tuyệt và ăn bao nhiêu cũng được. Ở đâu vậy? Hít thật sâu vô, hít vào, hít vào. Có thấy gì đâu, chỉ có không khí thôi à. Thì đó đó, khi khống là không khí đó. Nhà ngươi đi đâu vậy? Không được đi, nhà ngươi không được đi. Trong lớp em sẽ không ngủ gật trong lớp, dù sao đi học thì vẫn thích hơn. Chúng bị biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đến làm gì đó? Cư dân địa cầu không bao giờ để cho My thực hiện được điều đó đâu. Dạ, thật yếu đuối như các ngươi mà đòi chống lại ta. Biết khôn thì mau mau nhân tạo nhiều chất emo cho ta, còn không thì... Kìa bác, đừng để tên X nghe thấy. Đừng trách ta độc ác, đừng ngoan cố nữa, hợp tác đi. Không bao giờ ta tiếp tay cho ngươi hại người đâu. Không, 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 ta đâu có hại, ta chỉ thay thế bằng những cư dân mới tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và biết nghe lời ta. Không bao giờ máy móc lại có thể thay thế được con người, uổng công vô ích. Emo mà ngươi đã tạo ra cho cư dân của ta, cư dân của ta sẽ bất tử. À, sao lại như vậy? Nó bị kích động đó. Ít đã kích điện em ấy rồi, chắc là em ấy đau lắm. Ui da, đau quá. Hình như đó là khủng long con của chúng ta kìa. À, thì ra tiếng hình đó là do mi gây ra. Ba ba, ba là bác. Bác có nghe thấy con gọi không? Ba bị ngất xỉu rồi. Giờ phải làm sao? Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Các bạn, chúng ta phải đi theo nó, bám chặt vào.
đang ở đâu đây? Thời kỳ tiền kỷ Jura, cách thời hiện đại 160 triệu năm trước đó. Ôi vui quá, vậy là cùng thời với khủng long nhỏ phải không? Khủng long nhỏ ơi, khủng long nhỏ, tụi mình đây nè. Cùng thời gian nhưng vị trí có thể khác nhau, nên mình nghĩ không có khủng long nhỏ ở đây đâu. Chưa tìm sao biết được, chúng ta đi tìm thử xem. Các bạn có nghe âm thanh gì không? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao? Chúng mày biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đã làm điều đó? Giấc mơ bá chủ địa cầu của ta không còn xa nữa. Với sức mạnh của đội quân động vật khổng lồ này thì ta sẽ là vô địch.
đồ ăn ngon quá vậy? Bây giờ nhà rủ các bạn lên ăn chung mới vui. Ủa, cái cây đâu rồi ta? Con biết lỗi của con chưa? Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Lần sau, trước khi mời các bạn về nhà chơi, con phải xin phép và báo trước để mẹ còn chuẩn bị nữa. Chơi xong cũng phải biết dọn dẹp lại sạch sẽ nghe chưa? Dạ. Mẹ ơi, tối nay mình ăn gì? Trong tủ lạnh giờ không còn gì hết trơn đó. Tối nay nhà mình ăn mì gói vậy. Mẹ em phát hiện ra mẹ dắt em qua nhà hàng xóm để xin lỗi. Em còn phải dùng tiền mừng tuổi để mua đền bạn ấy một con búp bê mới nữa. Đốm, con nhớ nha. Có lỗi thì phải xin lỗi. Dạ.
Và quan trọng hơn, phải tìm mọi cách sửa chữa lỗi lầm của mình nữa. Làm cái gì vậy? À, con chỉ thưa ba mẹ con đi học đây. Cháu xin lỗi vì đã làm dở con dây chân tím màu xanh. Đây là tiền đền bù. Đốm. Tại sao con lại hỏi vậy? À, chuyện là như vậy nè mẹ. Con có muốn ăn đòn không? Mẹ ơi, đòn là món gì vậy? À, hóa ra là vậy. Đòn có ngon không? Khi nào mẹ cho con ăn đòn thử nha. Hay là như vậy, bây giờ đốm tự đi tìm hiểu xem đòn là món gì. Và nếu đốm vẫn muốn ăn đòn thì mẹ sẽ cho đốm ăn đòn. Mẹ hứa nha. Mẹ hứa. Bạn có biết đòn là món gì không? Mình đã ăn rất nhiều món rồi, nhưng chưa bao giờ mình được ăn đòn hết á. Đến bạn mà cũng không biết nữa, thật là chán quá à. Nhưng bạn có chắc là mình không nghe nhầm không vậy? Chắc mà, mình còn ghi lại nữa nè. Xin lỗi nha, mình không giúp gì được cho bạn. Không sao, mình sẽ sang hỏi tay to. Nếu bạn được mẹ cho ăn đòn thì nhớ cho mình đăng ký nha. Sao, bạn có biết đòn là món gì không? À, mình nhớ rồi, mình đã từng được ăn món này rồi. Thiệt hả? Nó như thế nào? Có ngon không? Bạn ăn ở đâu vậy? Lâu lắm rồi, một lần nhà mình đi du lịch nước ngoài, ba mẹ có cho mình ăn đòn, ngon lắm. Ngon ra sao? Kể mình nghe đi. Ngon không thể tả được, nó vừa đẹp mắt, vừa ngọt, vừa mát lạnh, còn thơm nữa. Sao nghe giống kem vậy? Cũng hơi giống nhưng ngon hơn nhiều. Mình cảm ơn bạn, bây giờ mình phải về đây. Mẹ ơi, con đã về. Mẹ, con biết đòn là món gì rồi đó. Đòn là món có vị ngọt, mát và thơm, giống như kem nhưng ngon hơn nhiều. Vậy giờ con còn muốn ăn đòn không? Con muốn. Mà ăn liền luôn hả mẹ? Tai to nói cái món đó ở nước ngoài mới có. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang cho bạn thú nhờ bông ăn đòn nè. Hóa ra là vậy, đòn không ngon chút nào. Giờ con có còn muốn ăn đòn nữa không đốm? Bởi vậy nên ba mẹ không bao giờ muốn cho con ăn đòn.
mình chơi bịt mắt mắt dê đi. Trò đó chơi hoài rồi, nghĩ trò mới đi. Mấy bạn có chơi trò trượt sàn bây giờ chưa? Trượt sàn là cái gì? Chưa nghe thấy bao giờ. Vậy còn chần chờ gì nữa, mình bắt đầu chơi thôi. Hehehehe
Chắc mẹ đang ở trong bếp, phải cẩn thận mới được. Đốm, tại sao con về mà không thưa mẹ? Thưa mẹ, con mới đi học về. Đốm, đưa sổ liên lạc cho mẹ coi coi. Lát nữa được không mẹ? Không, mẹ muốn coi liền bây giờ. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Đốm, con giải thích cho mẹ nghe coi. Con không muốn tập trung học bài lắm, nhưng mà con cứ bị làm sao á. Chân con không chịu ngồi yên, cứ ngồi được một lúc là nó lại cử động và đòi đứng dậy. Lúc coi tivi, chân con nó cũng cứ đòi nhảy thôi. Chưa hết đâu, đầu con nó cũng bị làm sao á. Bị sao? Thưa cô, con muốn đi vệ sinh. Thưa cô, con muốn đi uống nước. Đúng là con bị làm sao rồi. Con nhớ lại coi. Đốm ơi, vô nhà lấy cho mẹ cái khăn đi. Dạ. Con không biết tại sao con không nhớ được gì hết trơn á. Con có biết mình bị sao không? Chúng con bị sao hết. Con chỉ kém tập trung thôi. Bắt đầu từ hôm nay, mẹ sẽ ngồi học với con. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Con làm xong bài tập rồi mẹ. Chân và đầu con có còn bị gì nữa không? Dạ, còn một chút, nhưng mà con đỡ rồi. Còn kêu lớn lắm mà. Ờ, kỳ quá à. Đây là quà mình được tặng đó. Hàng độc ở đây không có đâu. Bạn sướng thiệt á, có quá trời đồ chơi luôn. Tiếng chuông nghe thật vui tai. Nào, đến lượt mình. Sau đó, bạn mang nó đi đâu vậy? Mình chỉ mang ra công viên thôi, các cậu cũng thấy mà. Chuông vẫn bình thường mà. Nè nè, ai tháo chuông xuống và mang chuông về ta? Mình xin lỗi, là tại mình. Mình bất cẩn nên nó làm rớt chuông, khiến chuông bị nứt. Ba, ba, vì sao chuông nứt lại kêu rè rè hả ba? Bởi khi chuông bị nứt, làm chuông mất đi độ đối xứng, độ đàn hồi và dao động.
và chỗ nước đó không thể cùng ba mặt khác dao động đồng bộ được để tạo ra âm thanh ngân nga. Mình xin lỗi, từ lần sau mình sẽ giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Không sao, bạn đâu có cố tình như vậy. Đốm ơi, dậy đi con. Ba mẹ có việc phải đi sớm, con nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Dạ. Chỉ một phút thôi, bữa nay lớp mình đi tham quan trang trại chứ đâu có đi học đâu. Bạn đã bỏ lỡ chuyến tham quan trang trại dòng rau của cả lớp. Mình làm rơi chìa khóa rồi, giờ chỉ có nước chờ ba mẹ về thôi. Trang trại đẹp tuyệt vời luôn. Nhất định tớ sẽ quay lại đó. Tất cả cũng chỉ từ mình ngủ nướng. Để trẻ một thứ là trẻ hết cái thứ khác. Chán quá. Hai bạn còn có trò chơi nào khác không? À, hay là tụi mình chơi trò tìm kho báu nha. Nhưng kho báu đâu ra mà tìm? Kho báu... mình có kho báu rồi, chờ chút nha. Mình không tin là đốm có báu vật đâu. Cứ chờ đó mà xem. Wow, nó đẹp quá à. Chứ sao, đó là chiếc nhẫn cưới của mẹ mình á. Chúng ta không xin phép mẹ bạn sao? Không sao đâu, chúng ta chỉ chơi chút xíu thôi, rồi trả lại liền mà. Với lại, mẹ đốm chiều mới về lận mà, đúng không đốm? Đúng, hình như là... Ui da, My đúng thật là ngu ngốc mà. Vào đi, chúng ta sẽ có bữa tiệc thịnh soạn sau khi tìm được kho báu mà. Hay là mình về đến thiền trưởng, tôi hết đói rồi, ghê quá à. Nếu không muốn bị bỏ đói thì im ngay. Ai đó, ra mau, còn không chịu gieo nộp kho báu. Ta là nữ thần canh giữ chiếc nhẫn quyền năng, ngươi không được lấy nó đi. À, tiến lên đi thuyền trưởng, sợ gì? Ta hay ngươi làm thuyền trưởng đây.
xem tới đây. Dạ. Làm cách nào để lấy chiếc nhẫn bây giờ? Chỉ còn cách này thôi. Ây da, đau quá. Con quả lấy ghét. Đừng bỏ cuộc như đó. Ráng là sống lại đó. Đánh lừa con quạ không có chi, nhưng các bạn ơi, từ nay chúng ta phải xem xét trước khi mượn đồ của người khác, biết chưa? Thích nhất là có thể chụp hình bằng điện thoại với chất lượng cao. Nào, 1, 2, 3. Trời, ba không biết chụp hình gì hết. Cái này đẹp nè, mình phải post lên Facebook khoe liền mới được. Con cũng muốn chụp hình nữa. Thôi, ba con mình nhường mẹ đi. Mình là đàn ông mà con. Ủa, sao mình không chụp một tấm lúc mà Lan cưỡi ngựa ta? Ngầu lắm luôn đó. Lần này nhất định phải được. Yeah! Điện thoại của mẹ. Con chỉ muốn chụp hình với các bạn thôi à. Biết nhận lỗi là tốt. Ba sẽ đem sửa. Và sau đó đến lượt ba tự sướng. Sao giờ này con mới về hả? Con làm bài tập chưa?
ngồi thẳng cái lưng lên. Lát nữa mẹ lên kiểm tra mà con còn chưa xong là ăn đòn đó nghe chưa. Lúc nào mẹ cũng mắng mỏ, bắt mình làm cái này, làm cái kia, mình sẽ lên sao hỏa sống luôn. Nghe nói người sao hỏa sống văn minh hơn người trái đất. Ủa, họ nói gì vậy ta? Xong chưa Đốm ơi? Đứng yên nào. Mẹ ơi, con có ơi, con chỉ muốn đổi thử một chút thôi, nhưng mà gỡ quà không có ra. Bình tĩnh, đừng khóc, để mẹ tính. Cẩn thận, không lại va vô tường bây giờ. Mẹ ơi, bây giờ mình đi tới bác sĩ á mẹ. Ừ, để bác sĩ giúp gỡ cái thú đó ra. Con ở đây đợi mẹ, nhớ chưa? Dạ. Con không bị thương chứ? Dạ không sao, nhưng chiếc thố thì bị. Không sao. Kịp lúc đã cứu một người thoát khỏi vụ tai nạn. Ủa, hết rồi hả con? Chưa đâu, con chưa có viết xong mà. Khi nào Đốm xong, nhớ cho bà mẹ coi tiếp nha. Dạ, sau này Đốm sẽ làm nhà văn đó. Chỉ cần con thích, con sẽ làm được thôi. Bà mẹ lúc nào cũng ủng hộ con hết. Rồi siêu nhân đỏ bay đi khắp nơi để cứu giúp mọi người.
Vậy con viết xong chuyện rồi hả? Dạ, để tối về con cho ba mẹ coi nha. Sao? Các bạn đọc thấy sao? Có được không? Mình thấy bình thường à, không hay bằng siêu nhân TikTok. Mình thích câu chuyện nhân hình vẽ minh họa của bạn xấu quá à. Bạn nhờ người khác vẽ đi. Lúc ba còn nhỏ, ba rất thích vẽ. Nhưng rồi khi ba khoe bức tranh đầu tiên của mình, các bạn đã chê cười. Rồi ba xé bỏ bức tranh đó và quyết định không bao giờ viết hay vẽ gì nữa. Con ký vô đây đi. Đó làm gì vậy ba? Thì con cứ ký đi. Cảm ơn con. Sau đó ba cảm thấy rất hối hận. Sao ba lại ngưng làm điều mình yêu thích chỉ vì người khác không thích nó chứ? Mình hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa. Lâu lắm rồi con mới được vẽ như vậy nè ba. Trên thế giới có nhiều loài động vật hoang dã đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại có khoảng hơn 1.500 loài được xác định có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Việc bảo tồn sự đa dạng của các loài động thực vật trong tự nhiên là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Mình nhất định phải làm gì đó để cứu các con vật đáng thương này và cứu lấy tương lai của trái đất nữa. Nhưng phải làm gì ta? Chết nè! Chết nè! Mẹ đang làm gì vậy? Là vậy, mẹ mới phát hiện ra là nhà mình có gián. Tội nghiệp con gián quá. Mình phải cứu con vật tội nghiệp đó mới được. Mẹ để con. Chết nè. Chết nè. Nó chạy thoát rồi hả? Dạ không. Con giết chết nó rồi. Bây giờ con đem bỏ nó đi đây. Con nhớ cho vô bồn cầu rồi xả nước thiệt là mạnh nha. Dạ. Mày cứ yên tâm sống ở trong đây nha. Ta sẽ bảo vệ mày. Phải giấu cái miếng này mới được. Ăn đi. Chắc mày đói bụng lắm rồi. Ở trong này không mẹ thấy đó. Xin chào. Vào đi. Phòng con sao có mùi gì hôi quá vậy? Con có ngửi thấy mùi gì đâu. À, không có gì đâu mẹ ơi. Trong này có gì vậy? Không có gì đâu, mẹ trả lại cho con. Con đã nói rồi mà. Con có biết
biết gián là loại côn trùng có hại, mang rất nhiều mầm bệnh không hả? Dạ. Ê, có ai bấm chuông kìa đớp. Ờ, để mình chạy ra coi thử. Tôi là nhân viên sửa ống nước. Tôi nhận được tin nhà này bị hư ống nước. Ống nước để trong nhà hả? Để tôi vô sửa nha. Ờ, con biết nhà con bị hư ống nước. Để con gọi ba con nữa. À, đau quá. À, nhưng mà không cần đâu. Giờ hành chính làm phiền người lớn là không có ngoan. Để tôi vô sửa cái ra liền à. Xin lỗi chú, nhưng mà không có người lớn ở nhà thì con không cho phép người lạ vào nhà đâu. Tụi nhóc bây giờ tinh vi quá. Hồi nhỏ em mở cửa cho thợ sửa ống nước vào hoài có sao đâu. Chứ sao nữa, nhìn mặt ngươi gian quá mà. Tới ta còn không muốn tin nữa, nói chi là tụi nhóc. Em là sói, mặt em đâu có được đẹp trai như sếp đâu. Thôi được rồi, lần này để ta ra tay. Cốc, 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 vào bánh pizza đây, có ai ở nhà không? Tới liền, nơi đâu có pizza là nơi đó có bụng bự. Nhưng mà nãy giờ đâu có ai kêu pizza đâu. Rõ ràng là địa chỉ này mà. Nếu mà tổng đại lộn thì cái pizza này miễn phí. À, mấy đứa tính sao? Còn tính sao nữa, chú cho tụi con thỉnh cái bánh nha. À, bụng bự này thiệt tình á. Bộ không nhớ là không được ăn đồ người lạ đưa hay sao? Thôi lỡ rồi, đâu phải lúc nào cũng được ăn đồ miễn phí đâu. Ôi. Ê, bị sao vậy bụng bự? Chúc mừng các bé đã ăn trúng pizza trúng thưởng thuốc ngủ. Thì ra là kẻ xấu các ngươi. Các ngươi muốn gì đây? Tất nhiên là cướp rồi. Thôi tiêu rồi. Tất cả đã bị bao vây. Mình giống như ảo thuật gia luôn á. Nè, nghỉ chơi đi con, đùi gà mà con thích nè. Ồ, đùi gà, ngon quá đi. Sao con lại vứt đồ lung tung như vậy? Lại còn không chịu rửa tay nữa. Tay con sạch mà. Con ăn hết cái dĩa hả? Ngon mà mẹ. Mẹ làm đồ ăn là ngon tuyệt. Nó không chừa cho mình một miếng nào luôn. Ngon quá. Con đi ngủ nha mẹ. Đớm, con phải rửa miệng sạch sẽ trước khi đi ngủ chứ. Con buồn ngủ quá rồi. Thiệt tình hết biết mà. Ôi da, tiêu cái răng của mình rồi. Cái nhà này ăn chẳng chừa mình một miếng nào cả. Cộng xương cũng sạch bóng. Ý là mua đôi gà chiên. Thiệt là ngon mà.
Con bị chuột cắn đâu mà ba mẹ còn cười nữa. Cho con chừa cái tội ăn uống xong mà không chịu vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn. Đi ngủ mà còn dính thịt ở trên mép thì chuột cắn là phải rồi. Món cánh gà ngon quá làm chi? Từ nay còn không chịu rửa miệng sau khi ăn nữa không? Con không dám nữa đâu. Ngày mai con hết dám đi học luôn rồi. Sao tự nhiên có cảm giác bị ai theo dõi vậy ta? Ai đó? Kỳ ta, hồi nãy mới thấy ai ở trong đây mà. Trời ơi, kinh quá, ghê quá à. Thôi, ra khỏi đây thôi. Đớm, dậy đi, dậy đi. Làm gì mà la dữ vậy? Bộ quên tôi rồi hả? Ủa, tôi quen bạn hả? Trời ơi, tôi nè, nồng nọc nè. Sợ ke, bạn là nồng nọc mà. Nồng nọc làm gì có tay chân? Dốt quá à, bộ bạn không biết nồng nọc tiến hóa thành ếch hả? Ếch mẹ đẻ ra trứng. Trứng khi nở không thành ít con ngay, mà nở ra nòng nọc. Nòng nọc sau khi lớn thì mọc thêm tứ chi và trở thành ếch khi trưởng thành. Nhưng ếch thì ở dưới đất và nước thôi, chứ sao lại lên cây được? Bởi vì mình là ếch ở trên cây nên gọi là ếch cây. Dòng họ nhà mình có nhiều loại lắm. À, giờ thì mình nhớ ra rồi. Nòng nọc cũng thích cái trò hù người khác đúng không? Hù. Đúng rồi, vì chúng tôi là một mà. Nhưng nó vậy mà đớm nhát gan quá ha. Tại vì mình cứ tưởng là kẻ xấu, không nghĩ ếch cũng biết leo cây. Nông Nọc, bạn khỏe không? Bữa giờ bạn đi đâu vậy? Mình có đi đâu đâu, mình biến hóa thành ếch đó. Nông Nọc là tên mình lúc nhỏ, bây giờ lớn gọi là ếch rồi. Hay quá ha, mình cũng muốn biến hóa vậy. Bây giờ đớm tên là đớm, vậy lớn lên bạn sẽ là gì ta? Thì vẫn là đốm thôi. Vì mình không giống bạn, đốm chỉ có lớn lên chứ không thành cái khác. Chỉ có một vài loài biến hóa thôi. Ví dụ như bướm là do sâu biến hóa, ếch là từ nồng nọc. Hay quá ta, vậy tụi mình mãi mãi là bạn rồi. Ê, vô thế giới kiến chơi không? Chơi luôn. Chơi luôn. Chào mừng các bạn đến với vương quốc của chúng tôi. Các bạn biết tụi mình là ai hả? Hệ thống bảo mật của chúng tôi thông báo là có đối tượng lạ đột nhập. Nơi các bạn đang đứng là thành phố Tí Nị. Hay quá, vậy bọn mình có thể tham quan thành phố các bạn được không? Được chứ. Thank you.
Đây là sinh tố kẹo. Đây là súp sô-cô-la. Còn đây là khai vị kẹo bông. À, thích quá. Trạng thái không an toàn. Hả? Chuyện gì vậy? Có núi lửa tuôn đá vào thành phố chúng tôi. Chúng ta sẽ tiêu tùng. Trở về trạng thái ban đầu. Mình đi tìm nơi đá lửa. Các bạn hãy chặn lại nha. Ừ. Nhanh lên, không xong rồi. Thành công rồi, thành phố được cứu rồi. Yeah. Cảm ơn các bạn đã giải cứu thành phố chúng tôi. Hức hức hức.
Một đứa khổng lồ còn không chịu nổi, hai đứa khổng lồ thì phá gấp đôi luôn. Bây giờ phải sơ tán mọi người ra khỏi đây đã. Không ổn rồi, Bùn Bự sẽ thua mất. Hay quá, đây là bột bay lượn. Không biết túi bột thu nhỏ là cái nào nữa. Mình không biết, thôi thì cứ đổ hết lên đầu nó coi sao. Ôi không, nó là một con thân. Một con nó đánh không lại, giờ ba con phải làm sao ta? Đến nước này chỉ còn cách phá hủy tất cả thôi. Triệu hồi thiên thạch. Thiên thạch kìa, núp nhanh đi. Buổi hỗ trợ coi như banh ta lông rồi. Tại mấy đứa nghịch quá. Không sao, phải xây dựng lại chứ sao giờ. Dạ, con xin lỗi vì đã phá phách lung tung. Trẻ con mà, ta không trách. Cảm ơn robot mắt tím tốt bụng nhiều lắm. Giờ chúng ta đi tham quan hội chợ phép thuật này nha. Mình thấy thú vị quá. Có liên quan tới các bạn không? Nhưng mà theo hệ thống định vị không gian á, thì cách đây 30 phút kẻ giấu mặt X đã vượt thời gian đến không gian của các bạn đó. Mình nghĩ nó có liên quan đến trận hỗn chiến ở đây nè. Ủa, ba đâu rồi đớm? Ba đi đâu rồi đó? Không có ở đây. Mình đến đây thì thấy mọi thứ đổ nát như vậy nè. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng đi tìm ba đi. Đốm, con có thấy ba không? Còn đây là... Đây là tụi con đến từ tương lai. Tụi con cũng từ phòng nghiên cứu của ba về. Ai đó đã đập phá mọi thứ ở đó đó mẹ. Trời ơi, vậy ba có làm sao không? Tụi con cũng vừa nghe tên. Không biết tên giấu mặt X đó có phải là người gây ra hay không nữa. Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Cơ quan chức năng đang điều tra chuyện gì đang xảy ra. Các bạn, chúng ta phải đến ngay sở thú. Biết đâu sẽ tìm thấy được cái gì đó. Được đó. Cho tụi mình tham gia cùng với nha. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ luôn là một đội mà. Các con đi cẩn thận nha. Có tin tức gì của ba là gọi ngay cho mẹ nha. Dạ, tụi con biết rồi. Các chuồng thú vẫn còn bị khóa. Chúng làm thế nào để đưa thú ra mà không phá khóa ta? Lạ ghê. Mấy con thú to mà chở đi đâu thì cũng bị phát hiện chứ. Ê, có cái gì đằng kia kìa các bạn. Chào anh bạn nhỏ.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đừng sợ nha, tụi anh không làm hại em đâu. Ủa, các loài thú khác đâu rồi? Sao chỉ có mình em vậy? Chúng ta tới đó xem đi. Thử mới biết chứ. Hay quá, chặn được rồi. Đợi xíu, hình như có con gì giống khúc gỗ nè. Ném nó đây. Con sao dễ mỗi lần kích nổ, cơ thể của nó cũng bị thương. Nhưng... nhưng sao con này nó tỉnh queo? Nó đã hít phải khói điện của các nhà máy. Làm sao chặn nó lại đây? Hãy dùng năng lực của cháu đi. Sao đốm lại ở đây?
Mình mới từ hội chợ phép thuật đi đến đó. Là sao? Mình không hiểu. Dài dòng lắm, không giải thích được. Nói chung, bạn có thích đi chơi không? Đi, đi. Đây. Thích phép tốc độ rồi chứ? Quá đã luôn. Ông còn phép nào khác không? Lúc nãy chỉ là một phép căn bản. Cao cấp hơn có những phép có thể tàn phá cả một thành phố. Con có thể đỡ con gấu bông này được không ông? Tất nhiên là được. Món đồ nào với bọn ta cũng xài được hết. Wow, đẹp quá. Cái đó là bộ cường quá mà. Nó sẽ to lớn và chuyển động. Tất cả nằm xuống. Ôi không, chúng ta phải chặn nó lại. Cụ Mự, lúc nãy bạn rắc bột lên chỗ nào vậy? Rắc chỗ này nè. Đốm làm cái gì vậy? Muốn ngăn chặn khổng lồ, chỉ có cách biến thành khổng lồ thôi. La 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 la. Tay to, tay to. Bạn nghe tin gì chưa? Hả? Tin gì? Đám chuẩn bị đi đánh nhau kìa. Ra coi đi. Tại bạn tông mình trước. Tại bạn đi, đụng mình trước thì có. Rõ ràng là bạn tông mình, là mình đổ hết ly nước vừa mới mua luôn. Là do bạn đi không để ý. Đụng mình, còn đổ thừa nữa. Đồ chơi trẻ. Bây giờ bạn muốn cái gì? Đánh nhau không? Đánh thì đánh. Mình mà sợ bạn hả? Đánh đi, đánh đi. Đốm nhà mình mà sợ bạn hả? Hơ, mấy bạn thôi đi. Đánh nhau là không giải quyết được gì đâu. Sao không? Mình phải tẩn cho một bài học nhớ đời mới được. Hết giờ chơi rồi, mấy đứa tụ tập ở đây làm cái gì nữa? Giải tán lên lớp mau. Hẹn bạn sau giờ học ở đằng sau trường. Mình sẽ giải quyết xong phẳng. Chơi luôn. Mình mà sợ bạn. Chiều nay mình sẽ đánh bầm dập tên đó luôn. Nhìn nhát gan như vậy mà cũng dám lò mặt ra đây ha. Thù đó, mình nói bạn mới đúng. Chuẩn bị bông băng thuốc đỏ đi. Ý, thầy giám thị. Mấy đứa đừng có lo, ta không có cản mấy đứa giải quyết xung đột đâu. Vì xung đột không phải lúc nào cũng xấu hết. Sống mà, thỉnh thoảng ta cũng gặp xung đột với bạn bè hay người thân. Vì đó là sự khác nhau cơ bản về tính cách của mỗi người. Vậy, thầy cho tụi con đánh nhau hả? Thầy cho đánh, nhưng mà không phải là đánh nhau. Đánh bao cát đây nè. Nè, đánh đi. Cứ tưởng tượng cái bao cát này là đối thủ của mấy đứa. Đánh nhiệt tình vào. Dục, đánh trước. Mệt quá. Mệt quá. Bây giờ tới đốm. Nhìn đôi mắt cười quá à. Tự nhiên đi đánh bao cát. Thôi, đánh nãy giờ mệt rồi. Què nha. À, què nha. Mấy đứa suy nghĩ đúng rồi đó. Xung đột luôn xảy ra trong cuộc sống, nhưng mà quan trọng là cách chúng ta giải quyết nó kìa. Để tránh những điều đáng tiếc, nhớ chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi. À, sao hôm nay không thấy ông mặt trăng vậy ta? Ha, nay tối rồi mà ông mặt trăng chưa lên nữa. Bình thường là giờ này ông mặt trăng sáng trưng rồi đó. Chẳng lẽ mặt trăng có chuyện gì sao ta? Không lẽ ông mặt trăng bị bắt cóc? Không xong rồi, phải đi tìm ông mặt trăng thôi. Đi thôi. Phải nhanh thôi, trời sáng là khó tìm được ông mặt trăng lắm đó nha. Tối rồi sao ba đứa còn vào rừng? Dạ, tụi
con nghĩ là ông Mặt Trăng đã bị bắt cóc rồi. Mặt Trăng thì làm sao bị bắt cóc được. Thôi đi về đi, đi vào rừng giờ này nguy hiểm lắm à. Không được, lỡ như ông Mặt Trăng đang gặp nguy hiểm thì sao? Vậy thì nguy to rồi, nhất định phải đi tìm tiếp mới được. Bạn Hoa ơi, bạn có thấy ông Mặt Trăng đâu không? Sao tối hôm qua thì mình không thấy nữa? Tụi mình nghi ngờ là ông Mặt Trăng bị bắt cóc đó. Hả? Bị bắt cóc? Đúng vậy, ông Mặt Trăng biến mất một cách kỳ lạ, không tìm mới được. Các bạn muốn tìm ông Mặt Trăng thì lên trời tìm, chứ vào rừng tìm thì sao mà ra? Vậy mà mình không nghĩ ra, ngu thiệt. Cảm ơn bạn Hoa nha. Không có gì, mấy bạn đi đi. Bạn sao ơi, thấy ông Mặt Trăng đâu không? Ông Mặt Trăng đang ngồi chơi bên đám mây bên kia kìa. Trời, hóa ra ông Mặt Trăng đang trốn ở đây nè. Cảm ơn bạn nha. Ông Mặt Trăng ơi. Ủa, mấy đứa đi đâu giờ này? Tụi con đi kiếm ông á. Kiếm ta có chuyện gì? Tụi con nhìn lên không thấy ông ở đâu hết, sợ ông bị bắt cóc. Sao ông lại cười? Hôm nay các con không thấy ta là đúng rồi. Thực ra ta không có ánh sáng. Ánh sáng mà các con nhìn thấy là ta nhờ ông Mặt Trời giúp đó. Ta có 3 vị trí trong 1 năm. Một là khi trái đất của các con nằm giữa ta và ông Mặt Trời thì các con sẽ thấy ta hình tròn. Là những ngày mà mẹ hay bảo là rằm đúng không ông? Đúng rồi. Hai là khi ông Mặt Trời đối diện với trái đất của các con và ta thì ở bên cạnh các con thì lúc đó sẽ thấy ta hình lưỡi liềm. Còn hôm nay khi ta đứng giữa ông Mặt Trời và trái đất của các con thì các con sẽ không thể nhìn thấy ta được. Con hiểu rồi. Vì lúc đó ông Mặt Trời chỉ chiếu ánh sáng vào lưng ông Mặt Trăng thôi đúng không ạ? Đúng vậy. Nên cái mặt ta không được chiếu sáng, thành ra nó đen thui nên các con không thấy ta đó. Vậy mà tụi con nghĩ ông bị bắt cóc chứ. Về ngủ đi các con, trễ rồi đó. Dạ, tụi con về đây. Con cảm ơn ông Mặt Trăng nha. Thơm ơi là thơm. Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơ rừng ơ. Bông lê cho bằng bông lụ ơ rừng ơ là đồ. Khoan đã đớm, con đã dọn cỏ ở sân chưa? Mẹ mới ra giường thấy cỏ mọc nhiều rồi đó. Dạ. Là chưa dọn nữa chứ gì. Con chỉ biết ham chơi không à, không có biết phụ mẹ chuyện gì hết. Con còn thua mấy bông hoa mẹ mới hái nữa đó. Hoa vừa làm đẹp căn phòng, vừa ngoan ngoãn, không làm mẹ nhức đầu mệt mỏi giống như con. Ra giường dọn dẹp cho mẹ rồi mới được đi chơi nghe chưa? Dạ. Mẹ không thương mình gì cả. Mình còn thua những đóa hoa trong vườn. Mà mình thì hình như cũng chẳng làm được việc gì cho mẹ hết. Đớm sao vậy? Lại bị mẹ mắng hả? Mẹ mắng là vì muốn tốt cho đớm thôi. Hả? Tại sao ta không trở thành bông hoa ha? Là bông hoa sẽ rất là sướng. Không phải đâu, bọn mình cũng rất vất vả đó. Vậy là mình đã trở thành bông hoa rồi. Từ nay mình chẳng cần làm gì mà vẫn được mẹ yêu. Chào các bạn Hoa nha. Nhột quá, các bạn làm gì mình vậy? Tránh xa mình ra đây. Bọn mình đang hút mật đó. Loài hoa của các cậu là để làm đẹp cho khu vườn và cung cấp mật cho bọn tớ mà. Nào anh em, làm nhiệm vụ. Nhưng mà nè. Nhột quá à, tránh xa ra đây. Bận hết cả người rồi. Đếm thấy không, làm qua cũng chẳng có sướng gì đâu. Thật ra thì cũng giống như chúng ta được massage miễn phí thôi mà, còn sướng chán luôn. Nóng gì mà nóng gì trời, nóng quá à. Chịu hết nổi rồi, nếu như vậy thì chúng ta sẽ chết mất. Cậu thấy chưa, ngày nào bọn mình cũng phải đứng đây và chịu cái nắng như vậy hết đó.
bà có thấy sướng nữa không? Mình hiểu rồi, mình xin lỗi. Mình tím không? Coi cứu mình đâu. Bà đi bệnh viện, cứu lên. Cứu với, cứu. Đúng rồi đó, nhổ cỏ xong chưa con? Cảm ơn bạn đã cho mình bài học. Đúng là không có ai là sướng cả, ai cũng phải cố gắng để làm việc và vượt qua khó khăn. Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông, la la la. Phòng thí nghiệm của ba sẽ có rất nhiều thứ hay ho cho mình khám phá đây. Yeah. Wow, đã thiệt. Ủa, sao có nhiều nút bấm quá vậy ta? Có nút X này to nhất nè, chọn nó vậy. Tuyệt quá. Máy biến nhiều hình là có thiệt nè. Giờ thì khỏi lo rồi. Nè đếm 1, bạn làm bài tập toán. Đếm 2, dọn phòng nha. Đếm 3, tập đàn. Các bạn đi đi. Yeah. Còn mình thì đi tìm tay to và bụng bự chơi thôi. Nè đi. Đếm ơi, muộn rồi. Tụi mình về đây. Sao sớm vậy? Mình còn chơi chưa đã đó mà. Thôi đủ rồi, mình còn phải về làm bài tập nữa. Mai cô giáo kiểm tra bài á. Còn mẹ đã giao việc cho mình dọn phòng từ trưa rồi mà mình chưa có làm. Sao các bạn khổ quá. Còn mình thì chẳng còn phải làm gì, có người làm hết rồi. Là sao đó? Ai làm cho bạn? Đó là một bí mật. Các bạn bận thì cứ về đi, mình tự chơi được, mình không có muốn về nhà. Vậy đóng chơi đi, tụi mình về đây. Mẹ, mẹ, mở cửa cho con. Ủa, cháu là ai vậy? Cháu có đi nhầm nhà không? Mẹ, con là đốm mà. Con của bác đang ở trên phòng và đang học bài. Nhà cháu ở đâu? Có cần bác đưa về không? Con là đốm nè, đây là nhà con. Mẹ cho con vào nhà đi. Nếu cháu cần giúp đỡ thì ta hỗ trợ, còn nếu cháu cứ nói như vậy thì ta vào nhà đây. Con mới dính là đớm nè. Mẹ cho con về nhà đi, con đói bụng quá à mẹ ơi. Mình đã nói là đừng bấm nút đó rồi, bay xuống đây rồi đi lạc rồi sao? Bạn nói nhiều quá à. Mình đã nói mình bấm nhầm rồi, mình sẽ cố gắng bay về đúng giờ được chưa? Tất cả là lỗi của bạn mà bạn còn lớn tiếng nữa hả? Mình không cho bạn điều khiển nữa. Để mình. Trời ơi, chiếc đĩa bay đó rơi rồi kìa. Ê, mau tới đó coi có chuyện gì không. Mình đã nói là đưa mình điều khiển rồi mà. Bạn im đi, nếu không phải bạn cố giành với mình thì đâu có chuyện này xảy ra. Bây giờ đĩa bay bị hư rồi đó, vừa lòng bạn chưa? Mình tại bạn trước chứ bộ. Mình không nói với bạn nữa đâu. Có chuyện gì mà bạn lớn tiếng với bạn đó vậy hả? Hôm nay tới lượt Suzu điều khiển, bạn đã bấm nhầm nút mà tụi mình bay lạc tới đây. Mình tức quá, la lối giành lại rồi mới ra như thế này nè. Ai mà không mắc sai lầm chứ. Bạn lớn tiếng như vậy, bạn nói buồn bỏ đi là phải rồi. Tức thì phải lớn tiếng thôi. Bạn thật là lì lợm. Đáng lẽ ra Suzu không nên bay chung với bạn thì đúng hơn đó. Nè, hai bạn dừng lại đã. Gì chứ? Ở đó cho bạn lớn tiếng như tụi mình luôn hả? Thực ra mình đã biết mình sai rồi, nhưng thiệt khó để nói những câu nhẹ nhàng trong lúc này. Mình ngại lắm. Có gì đâu phải ngại chứ, lời nói đâu có mất tiền mua. Nhưng là
làm như vậy thì mất mặt lắm. Sợ mất mặt thì chẳng có ai bây giờ với bạn đâu. Hay bạn có cách nào giúp mình không? Chứ mình cũng thôi thôi quá. Giận bạn rồi. Hay quá, yêu kẹo thiệt là xịn nha. Vậy mà cũng tin nữa. Hả? Là sao? Viên kẹo đó mình mua ở ngoài tiệm thôi, chứ có phải phát minh gì đâu. Bạn biết lỗi, bạn có thể nói được những lời ngọt ngào hơn. Nhưng vì bạn mắc cỡ, bạn cứ ngại, bạn sợ người ta không chấp nhận. Vậy sao mà được? Ra là vậy. Đúng rồi, khi mà chúng ta chung một nhóm á, phải đặt mình vô người khác mà nghĩ. Ai cũng mắc sai lầm hết, nhưng mà những lời nói ngọt ngào, khích lệ động viên người khác mới giúp người khác tốt hơn được. Chứ không phải lớn tiếng nói những lời nói khó nghe đâu. Mình hiểu rồi, cảm ơn hai bạn nhiều lắm. Bây giờ thì mình với Juju sẽ cùng nhau đi sửa lại đĩa bay để còn mau quay về. Tụi mình giúp cho. Đồng ý. Mặt trăng hôm nay không vui gì hết vậy? Ừ, đúng rồi đó. Sao vậy ta? Có gì khó đâu. Tụi mình gọi mặt trăng xuống hỏi thử đi. Có khi tụi mình giúp được thì sao? Mặt trăng ơi! Mặt trăng, bạn có chuyện gì không vui hả? Hôm nay á, lẽ ra là mình có hẹn đi chơi với các bạn của mình. Vậy thì bạn cứ đi chơi với bạn mình là được chứ gì? Không được đâu. Hôm nay đến lượt mình chiếu sáng mà. Tụi mình được mẹ giao cho nhiệm vụ chiếu sáng. Hôm nay là đến lượt của mình rồi. Nhưng không được đi chơi với bạn á thì buồn lắm. Ừ, đúng rồi đó. Vậy tụi mình giúp bạn ấy đi. Tụi mình tìm mẹ của bạn ấy thì xin giùm được mà. Chắc mẹ có mặt trăng sẽ đồng ý thôi. Đúng rồi, giờ này mẹ mình sắp đi ngang qua đây để kiểm tra xem tụi mình có chiếu sáng không đó. Các bạn nhớ xin giùm mình nha. Đâu ơi. À, mặt trăng mẹ kìa. Cô Mặt Trăng ơi! Chào các con. Hôm nay các con chơi vui không? Dạ, dạ vui. Tụi con được đi chơi với bạn bè nên tụi con mới vui vẻ được. Còn bạn Mặt Trăng... Mặt Trăng nhỏ của cô rất ngoan đó. Hôm nay Mặt Trăng nhỏ cũng có hẹn đi chơi với các bạn của mình. Nhưng sao hả cô? Con của mẹ ngoan lắm. Con thấy các bạn nhỏ ở đây chơi với nhau có vui không? Dạ, rất vui luôn đó mẹ. Vậy khi con chơi với các bạn nhỏ ở đây, con có vui không nè? Có bạn Mặt Trăng nên tụi mình cảm thấy vui vẻ đó. Với lại hôm nay là Tết Trung Thu, nếu không có bạn Mặt Trăng thì còn gì là thú vị nữa. Tụi mình sẽ không thấy đường để chơi đâu. Mình cũng thấy vậy á. Cùng các bạn múa hát dưới ánh trăng, nhìn Mặt Trăng mỉm cười á, mình mới cảm thấy đó là một đêm Trung Thu đầy đủ. Con xin lỗi. Con nghĩ các bạn ở đây cũng là các bạn của con, mà con lại rất quan trọng với các bạn nữa chứ. Đây mới là niềm vui của con. Đúng rồi, các bạn Mặt Trăng khác cũng đang đi đón Trung Thu với những người bạn nhỏ giống như con vậy nè. Không có thời gian đi chơi đâu. Đêm Trung Thu sẽ không còn đẹp nếu thiếu Mặt Trăng đó. Dạ, con hiểu rồi mẹ ơi. Các bạn ở đây rất là dễ thương. Chơi cùng các bạn cũng là niềm vui của con luôn. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em muốn ca trong anh chẳng lầm. Chơi đây. Đốm ơi, mẹ đi chợ, con ở nhà giúp mẹ nhổ cỏ và lau nhà nha. Dạ. Wow!
đâu ra vậy nè? Chủ nhân, chủ nhân, đừng sợ, đừng sợ, tôi là gà thần, xin mời chủ nhân ra lệnh. Gà thần? Đúng rồi, tôi là gà thần, xin mời chủ nhân ra lệnh. Ra lệnh việc gì? Việc gì cũng được, việc gì tôi cũng có thể làm hết á. Vậy bạn thử biến mất coi. Biến mất, biến mất. Hay quá, biến mất rồi. Gà thần, mau hiện ra. Ê, vui quá, vậy là mình đã có một chú gà thần rồi. La la la. Gà thần, mau lau dọn nhà cho ta. Dạ. Lau dọn nhà, lau dọn nhà. Tuyệt quá. Nấu ăn, nấu ăn. Ngon quá. Dọn cỏ, dọn cỏ. Tưới nước, tưới nước. Bài tập hôm nay khó quá. À, quá, đúng rồi. Gà thần, hãy làm bài tập giúp ta. Không được, không được. Bài tập thì chủ nhân phải tự làm. Nhưng ta ra lệnh. Không được, không được. Người dám cãi lời chủ nhân hả? Chủ nhân thiệt là lười biếng. Ta không ở đây nữa đâu. Đớm, đớm. Gà thần. Gà thần. Gà thần nào con? May quá, chỉ là mơ. Mẹ ơi, con không dám thừa biến nữa đâu. Sao lại có khói? Tiêu rồi. Anh đã nói với em là phải cẩn thận rồi mà. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Đố ai tìm được ta? Bắt được rồi nha. Trời, vậy mà cũng thấy nữa. Chỉ còn đốm thôi. Đốm, đốm ơi, đốm à. Đốm ơi, đốm ơi, đốm à. Đây là đâu? Vô ích thôi, ta trói chặt lắm. Nào ốc tiêu mà đòi bắt cóc ta. Ta là thú dữ nghe chưa. Đồ yếu xìu. Đồ đáng ghét, dám ăn hiếp ta. Cứ chửi đi, ngươi sẽ là buổi tối tuyệt hảo của ta. Không, không, thật ta dai lắm. Mẹ ơi cứu con. Một cho thêm muối vô, hai cho thêm muối vô, ba
cho thêm chó vô. Chó đớp khóc nhẹ. Tôi cái này cho tội ham chơi nè, dám đi một mình nè. Tôi ngươi nên giảm cân nha, đồ bập lù. Không, tao hứa mà, nên ngươi thả ta ra. Không còn kịp rồi nhóc à. Không sao rồi, thôi về nhà nhanh mới được, kẻ bị bắt thật thì chết. Mình đói bụng quá à, sao mẹ chưa nấu ăn vậy ta? Ôi trời, anh xin lỗi em, bây giờ anh đã biết ai là thủ phạm rồi. Chạy thôi. Với thân hình đồ sộ của hắn, xoay sở trong vách núi này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Để xem ngươi chịu đâu được tới đâu. Ôi không, đồ ngọt chỉ làm hắn to hơn thôi. Đốm ơi đốm, dậy đánh răng đốm ơi. Chờ mày chết nè, tiêu đời ngươi. Đốm, đốm, sao chưa đánh răng mà ngủ? Dậy, dậy. Hả? Là mẹ hả? Ừ. Ừ. Nếu không muốn bị quái vật sâu răng tấn công trước khi ngủ, phải đánh răng nha các bạn.